Hai thầy, như chúng ta đã nhìn thấy trên cái bảng đây là bảng phân tích gộp để đánh giá hiệu quả của hai cái thử nghiệm lâm sàng liên quan đến cái thuốc ức chế CT2 cho những bệnh nhân mà suy tim mà chức năng thất trái giảm. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ là cái hiệu quả làm giảm cái tỷ lệ tái nhập viện do suy tim cũng như là tử vong do tim mạch. Chúng ta cũng nhìn thấy rõ cái tác dụng ở trên cái tử vong do tim mạch ở trên cả hai thuốc, và chúng ta có thể thấy đây là tác dụng chung cho cả hai nhóm. Nếu chúng ta nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ đánh giá về cái hiệu quả của tất cả các cái thuốc SCT2 trên những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy là ở trên những bệnh nhân dù là bệnh nhân đái đường hay là bệnh nhân suy tim, thì chúng ta đều thấy trong thử nghiệm Apparent Outcome, trong Canvas, trong Declaritimi-58, trong Vertis-CV, trong DAPA-HF hay là EMPEROR-REDUCE, chúng ta đều thấy là cái tỷ lệ giảm cái suy tim phải nhập viện hoặc là tử vong do suy tim đều là 30%. Hazard ratio ở đây đều là 0,7, tương ứng với tất cả các cái thử nghiệm lâm sàng. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy một cái hiệu quả đồng nhất trên cái bệnh nhân suy tim của tất cả các thuốc dù là các cái ức chế SCT2 khác nhau. Nếu chúng ta đặt lên một bàn cân những cái gì mà thầy Chí đã thuyết phục cách hết sức rõ ràng thông qua cái thử nghiệm EMPEROR-REDUCE so sánh với cả DAPA-HF cũng như là những gì mà giáo sư Mạnh Hùng đã nói, chúng ta có thể thấy cái vai trò rõ ràng của ức chế SCT2 đối với cả những bệnh nhân suy tim, đi từ những cái đầu tiên là chúng ta dự phòng suy tim cho những bệnh nhân ở đái tháo đường cho đến mức là chúng ta có thể điều trị những bệnh nhân suy tim ở những bệnh nhân có chức năng thất trái giảm thông qua các thử nghiệm như DAPA-HF và EMPEROR-REDUCE. Như vậy là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy có sự dịch chuyển nhất định, và nếu như chúng ta xem xét cả những cái biến cố lên thận nữa, chúng ta cũng thấy là có vai trò của SCT2 trong cái điều trị làm giảm các biến cố về thận. Nếu mà chúng ta xem xét những cái nhóm bệnh nhân mà có ở những bệnh nhân đái tháo đường dù có không có suy tim như là trong Declaritimi-58 và Empress Outcome, thì chúng ta thấy các biến cố trên thận nó giảm cỡ khoảng 50%. Tương tự như vậy đối với cả DAPA-HF, EMPEROR-REDUCE, mặc dù là đối với DAPA-HF thì không rõ ràng, nhưng mà đối với EMPEROR-REDUCE thì chúng ta cũng nhìn thấy có cái tác dụng làm giảm rõ rệt cỡ khoảng các biến cố trên thận là cỡ khoảng 50%. Như vậy là cái hiệu quả của SCT2 vừa là để điều trị vừa là để dự phòng đối với cả câu chuyện suy thận, thì bây giờ với cả suy tim thì bây giờ nó cũng có vừa điều trị và vừa dự phòng đối với cả câu chuyện suy thận. Tương tự như vậy, chúng tôi được cái cập nhật những cái thông tin của ADA 2020 cho thấy là gì ạ? Đối với cả câu chuyện điều trị đái tháo đường thì SCT2 không những là một thuốc để điều trị đái tháo đường mà còn dùng để dự phòng cái tiến triển hay sự xuất hiện của đái tháo đường mới trên những bệnh nhân mà tiền đái tháo đường. Như vậy là các cái thuốc SCT2 nó đã có một cái tác dụng kép, không những là để điều trị mà còn để dự phòng. Chính vì thế cho nên là trong một cái phân tích gộp ở trên Lancet 2020, người ta đánh giá cái việc mà nếu chúng ta so sánh các biện pháp điều trị truyền thống của bệnh nhân suy tim với hai cái thuốc đó là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể và chạy beta giao cảm, so sánh các cái liệu pháp mới như là ACNI, như là ức chế ăn kháng aldosterone, như là SCT2, và người ta xem là việc chúng ta phối hợp cả ba cái biện pháp này với nhau thì nó có làm thay đổi gì và nó có làm tăng thêm cái lợi ích của điều trị suy tim nữa hay không. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta dựa trên các cái nghiên cứu như là Emphasis HF, như là Paradigm HF hay là DAPA HF, chúng ta thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta kết hợp các cái liệu pháp điều trị mới, nó sẽ cho phép làm giảm đáng kể các cái biến cố tử vong do tim mạch hay là tái nhập viện do suy tim liên quan đến suy tim. Và cái tỷ lệ này nó loanh quanh cỡ khoảng 70%. Những cái hiệu quả này nó sẽ cho phép bệnh nhân được hưởng lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy trên cái bản đồ ở dưới đây một cái cột là lợi ích chúng ta thu được làm tăng cái thời gian sống còn của bệnh nhân mà không phải bị tử vong hoặc là không phải tái nhập viện trên suy tim, từ cỡ khoảng 2,8 năm ở những cái bệnh nhân mà tuổi trên 80 cho đến là gần trên 8 năm đối với những bệnh nhân 55 tuổi. Tương tự như vậy, đối với cả sống còn thì nó thay đổi từ cỡ khoảng 1,4 đối với cả những bệnh nhân trên 80 tuổi và gần 6 năm trên 6 năm đối với cả những bệnh nhân 55 tuổi. Như vậy là gì ạ? Cái việc chúng ta phối hợp các cái cột trụ mới trong điều trị suy tim như là ACNI, như là kháng aldosterone, như là ức chế thuốc SCT2, nó đã làm tăng cái thời gian sống còn và thực sự đem lại lợi ích cho người bệnh. Nhưng câu hỏi đặt ra là vậy thì cái tác dụng mà nó hạn chế hoặc là làm giảm tử vong hay điều trị suy tim đấy nó đi từ đâu? Nó đến của SCT2 là từ những cái thuốc như thế nào? Thì nếu chúng ta xem xét ở đây, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là cái tác động của SCT2, ức chế SCT2 nó đến thông qua rất là nhiều các cái kênh khác nhau, tác động vào cả tim, cả thận, đối với hệ thống mạch máu cũng như là toàn bộ cơ thể. Và nếu mà chúng ta nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đây là cái lược đồ mới đăng ở trên tờ JACC. Cho thấy là cái hiệu quả của cái thuốc SCT2 nó đến từ những cái tác động trực tiếp trên cơ tim cũng như là các cái động gián tiếp trên toàn bộ hệ thống, và trong đó chủ yếu là thông qua các tác dụng trên thận, thông qua cái tác dụng làm giảm yếu tố viêm, làm cải thiện cái việc mà sử dụng năng lượng và giảm bớt cái hoạt hóa của thần kinh giao cảm, và nhờ vậy nó giúp cho bệnh nhân suy tim cách tốt hơn.
Tuy nhiên là chúng ta không nhìn thấy rõ là cái cơ chế tác động vào các cơ chế thần kinh thể dục giống như là cái thuốc cổ điển. Vậy câu hỏi đặt ra là hiệu quả của SGLT2 lên bệnh nhân suy tim là như thế nào? Như giáo sư Hùng cũng như là thầy Chí cũng đã nói đấy, là chúng ta nhìn thấy là cái lợi ích của SGLT2 là hoàn toàn độc lập với cả acne. Đối với cả những bệnh nhân mà dùng hay không dùng acne thì cái hiệu quả của SGLT2 lên cái trên các biến cố tử vong do suy tim hay là nhập viện do suy tim là hoàn toàn độc lập. Hay nói khác đi là chúng ta hoàn toàn có thể dùng thêm SGLT2 với những bệnh nhân đã dùng acne để chúng ta cải thiện thêm triệu chứng. Tuy nhiên chúng ta cần đi phân tích sâu hơn một chút nữa là để xem cái lợi ích thực sự của các cái thuốc này trong điều trị là như thế nào. Các bạn đã nhìn thấy cái sơ đồ này mà thầy Chí cũng đã trình bày thông qua cái thử nghiệm lâm sàng, đó là Paradise HF đánh giá về hiệu quả của Savicotrin và Vansactan trên các biến cố về suy tim, và chúng ta thấy là gì ạ? Là cái tỷ lệ mà tử vong cũng như là tái nhập viện suy tim giảm đáng kể đối với acne. Tuy nhiên là nếu chúng ta phân tích sâu vào một chút, chúng ta sẽ thấy là đối với cả những cái tử vong do tim mạch do bệnh nhân điều trị suy tim thì nó sẽ có hai nhóm nguyên nhân. Một nhóm nguyên nhân thứ nhất là liên quan đến những cái đột tử, và nhóm nguyên nhân thứ hai là liên quan đến những cái trường hợp mà tử vong nặng lên do tình trạng suy tim nặng lên. Và nếu như cái hiệu quả của acne chúng ta thấy là nó làm giảm đáng kể cái đột tử ngay trong giai đoạn đầu tiên khi mới dùng thuốc, thì hai cái đường cong liên quan đến các biến cố giữa điều trị truyền thống là Enalapril và Savicotrin Vansactan đã cách biệt nhau một cách rõ rệt. Hay nói khác đi là acne cho phép làm giảm đột tử ngay trong sớm khi chúng ta bắt đầu điều trị. Trong khi đó, đối với cả cái câu chuyện là acne nó có làm giảm cái đột tử vong do suy tim nặng lên hay không, thì phải gần như là sau 1 đến 2 năm thì hai cái đường cong này bắt đầu mới tách ra. Như vậy cái hiệu quả chủ yếu của acne trong điều trị suy tim là hạn chế được đột tử do ở những bệnh nhân suy tim, trong khi đó cái tác dụng mà dự phòng cái suy tim nặng lên thì về sau này nó mới xuất hiện sau 1 cho đến 2 năm. Bên cạnh đó thì acne cũng làm giảm rõ rệt NT-proBNP, là một cái biomarker nó liên quan trực tiếp đến cái tiên lượng diễn biến và triệu chứng của bệnh nhân suy tim. Acne tác động thông qua vào cơ chế thần kinh thể dục và giãn mạch, vì vậy nên làm giảm đáng kể gánh nặng đến các buồng tim, và nhờ thế cho nên là biomarker cơ bản trong chẩn đoán điều trị suy tim là NT-proBNP đã giảm đi. Cái này thông qua cái thử nghiệm lâm sàng là Transition mà các bạn đã biết rõ. Đối với cả nếu chúng ta chia cắt nhỏ ra các cái nhóm suy tim khác nhau, chúng ta sẽ thấy là acne nó có lợi rất sớm tất cả trên các cái nhóm bệnh nhân, dù bệnh nhân nặng hay là nhẹ, dù suy tim nặng hay là nhẹ. Và chính vì thế người ta thấy là gì ạ? Đối với cả câu chuyện suy tim, chúng ta dùng acne sớm luôn, không chờ đợi suy tim nặng lên, ngay trong giai đoạn đầu để nhờ cái tác dụng làm giảm các cái đột tử suy tim trên bệnh nhân suy tim, và nhờ vậy nó có tác dụng bảo vệ bệnh nhân sớm hơn. Tuy nhiên acne nó có một câu chuyện là chúng ta sẽ phải dùng và phải chỉnh thuốc tùy theo mức độ huyết áp của người bệnh. Thế còn SGLT2 thì sao? Nếu chúng ta nhìn hai cái bảng liên quan đến cái sống còn, những cái tử vong ở các cái nhóm bệnh nhân là Emperor Reuse hoặc là DAPA-HF, chúng ta thấy gì ạ? Ở cái hình mà các bạn nhìn thấy trên màn hình ở đây, chúng ta thấy cái đường cong liên quan đến tử vong ở trong Emperor Reduce, tử vong do tim mạch, là gần như sát sàn sạt, không có gì khác biệt, và thậm chí là trông không đạt mức độ ý nghĩa thống kê. Đối với cả thử nghiệm DAPA-HF, hai đường cong này cũng chỉ tách rời ra sau 9 tháng và gần như chỉ sau 12 tháng nó mới tách biệt một cách rõ rệt. Như vậy là gì ạ? Cái lợi ích của SGLT2 trên những bệnh nhân suy tim đối với cả tử vong do tim mạch nó không thực sự bộc lộ ra ở ngay trong giai đoạn đầu. Nó khác hẳn so với cái acne là dùng trong giai đoạn sớm. Điểm thứ hai là gì ạ? Là nếu mà chúng ta quay trở lại cái phân tích gộp mà giáo sư Chí cũng đã nói, chúng ta thấy là gì ạ? Nếu chúng ta phân tích đánh giá trên cái mức độ suy tim của người bệnh, chúng ta đánh giá chia thêm cái mức độ NIHA đối với cả NIHA 2, thì bệnh nhân ở đây chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả của Emperor và DAPA-HF, tức là của các cái thuốc ức chế SGLT2, nó rõ ràng hơn rất nhiều. Ngược lại đối với những bệnh nhân nặng NIHA từ 3 đến 4 thì cái vai trò, cái hiệu quả của SGLT2 so với cả điều trị truyền thống nó không có sự khác biệt rõ rệt. Như vậy là gì ạ? Lợi ích của cái nhóm thuốc này nó rõ rệt hơn ở những nhóm NIHA thấp, như bệnh nhân nặng rồi thì cái vai trò của nó không thực sự rõ ràng như chúng ta nghĩ. Tất nhiên độ NIHA ở đây là thể hiện cái triệu chứng cũng như là cái mức độ ứ trệ tuần hoàn, chứ không phải hoàn toàn phản ánh cái mức độ làm giảm EF. Nếu chúng ta nhớ trong thử nghiệm Empirep Outcome đấy ạ, thì cái tác dụng bảo vệ của SGLT2 nó sẽ rõ rệt nếu EF giảm. EF giảm bệnh nhân sẽ được hưởng lợi, tuy nhiên EF giảm thì không đồng nghĩa với việc là NIHA có thể là quá thấp hoặc là quá cao. Vấn đề số 2 là gì ạ? Là SGLT2 nó cải thiện triệu chứng như thế nào? Thì thông qua hai cái thử nghiệm là DEFA-HF, chúng ta thấy là bệnh nhân có thể cải thiện triệu chứng, nhưng mà phải sau đến tuần thứ 12 nó bắt đầu mới rõ rệt trên các cái thang điểm vấn đề suy tim. Trong vòng mấy tuần đầu, 4 tuần đầu trong cái giai đoạn đầu thì cái triệu chứng không thay đổi một cách rõ rệt. Thứ hai là gì ạ? SGLT2 mặc dù làm cải thiện triệu chứng suy tim nhưng cũng không làm thay đổi NT-proBNP. Đây là cái kết quả cho thấy NT-proBNP sau khi bệnh nhân được dùng SGLT2 ở cái nhóm ở mà sử dụng DAPA-Cliforzin, và cũng như trong cái thử nghiệm Emperor
đánh giá cái hiệu quả của SGLT2 là empagliflozin trên những bệnh nhân suy tim, chúng ta cũng thấy là gì ạ? Là cái tác dụng hiệu quả làm giảm triệu chứng suy tim nó cũng đến muộn, sau 4 tuần, và đồng thời nó cũng không làm thay đổi rõ rệt NT-proBNP, nó chỉ có cái xu hướng giảm mà thôi. Như vậy là gì ạ? SGLT2 có thể cải tiến triệu chứng nhưng nó chậm hơn. Thứ hai là nó không thay đổi trực tiếp vào các cái marker đánh giá trong câu chuyện suy tim. Như vậy là chúng ta phải, nếu như tôi phải đối chọn với cả thầy Chí ở chỗ này, thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? SGLT2 sẽ là một cái thứ thuốc có thể cải thiện outcome lâu dài nhưng ngay trực tiếp thì không rõ ràng, và cái thứ hai là chúng ta không nhìn thấy rõ các sự thay đổi về các biomarker liên quan đến tiến triển của suy tim. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn ra xa ngay trong thử nghiệm AMPA-H, chúng ta cũng thấy là nếu như bệnh nhân được dùng empagliflozin thì mặc dù có thể làm giảm phi đại thất trái nhưng BNP, NT-proBNP nó không thay đổi. Như vậy là cái tác động, cái hiệu quả của SGLT2 là ở đâu đó bên ngoài các cái câu chuyện liên quan đến thần kinh thể dịch hoặc là liên quan đến các cái buồng tim, giống như là các nhóm thuốc như là ức chế men chuyển, ức chế tự thể hay là acne truyền thống. Điểm thứ hai là gì ạ? Là chúng ta đánh giá hiệu quả của những cái lợi ích của SGLT2 với các cái thuốc lợi tiểu, là những cái nhóm thuốc là điều trị cơ bản trong cái giai đoạn đầu mà khiến cho bệnh nhân phải nhập viện. Thì ở bên trái màn hình của các bạn là đây là cái hình ảnh mà để đánh giá, chúng ta thấy là gì ạ? Cái lợi ích của SGLT2 hoàn toàn độc lập so với cả cái liều furosemide chúng ta dùng, cho dù là thấp hơn 40, trên 40 hay là dưới 40. Đây là cái bảng phân tích gộp rút ra từ thử nghiệm DAPA-HF cho thấy là lợi ích của SGLT2 hoàn toàn độc lập với cả thuốc lợi tiểu. Tương tự như vậy, đây là cái bảng bên phải cho thấy là gì ạ? Nếu chúng ta dùng empagliflozin kết hợp với cả cái thuốc lợi tiểu qua như furosemide, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tác dụng để làm tăng cái hiệu quả lợi tiểu đối với cả những bệnh nhân sử dụng SGLT2. Như vậy là gì ạ? Là đối với cả bệnh nhân đang sử dụng lợi tiểu rồi, chúng ta có thêm SGLT2 vào, tác dụng lợi tiểu có thể tăng hơn một chút. Nó có một cái ưu điểm là gì? Nó không làm rối loạn về thay đổi về kali, nó cũng là không làm thay đổi các cái rối loạn khác về mặt chuyển hóa, nó làm tăng cái hiệu quả về lợi tiểu. Tuy nhiên, theo thời gian thì cái liều lợi tiểu nó không làm giảm nhiều lắm. Nó cũng là thể hiện phần nào, nó thể hiện cái vai trò là nó không làm thay đổi cái NT-proBNP của bệnh nhân. Nếu chúng ta đánh giá cái đặc điểm lợi tiểu của nhóm thuốc SGLT2, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? SGLT2 nó hơi khác cả liều tiểu quay. Lợi tiểu quay là làm giảm cái thể tích ở trong lòng mạch, và chính vì làm giảm thể tích trong lòng mạch như vậy cho nên nó sẽ tác động làm giảm cái triệu chứng bệnh nhân rất là rõ rệt, làm thể hiện ở trên cái bài triệu chứng về mặt ứ huyết cũng như là thể hiện trên thay đổi của biomarker về NT-proBNP. Tuy nhiên là vì làm giảm cái thể tích ở trong lòng mạch cho nên nó sẽ kích thích cái hệ thần kinh renin-angiotensin và nó sẽ làm cho tăng cái andosteron sau này, và đó là lý do vì sao sau một thời gian dài chúng ta dùng lợi tiểu chúng ta sẽ phải kết hợp với cả cái thuốc ức chế andosteron. Ngược lại, đối với cái đặc điểm lợi tiểu nhóm SGLT2 thì là hơi khác một chút, và chủ yếu nó làm giảm cái dịch ở gian bào, và vì thế nên là nó không kích hoạt hệ điều renin-angiotensin, nó cũng không gây ra những cái nặng nề liên quan đến kali máu hay là rối loạn liên quan đến acid uric, và đó là cái lý do vì sao mà cái tác dụng lợi tiểu của nhóm này thì nó thêm vào một chút so với cả lợi tiểu qua truyền thống, nó giúp cho bệnh nhân cải thiện về mặt lâu dài chứ không phải là vấn đề câu chuyện trước mắt đối với cả những bệnh nhân lợi tiểu, đối với cả những bệnh nhân suy tim nặng cần phải nhập viện. Đây là một cái thử nghiệm EMPA-RESPOND-AHF để đánh giá hiệu quả hỗ trợ thêm của empagliflozin trong những bệnh nhân suy tim cấp. Chúng ta cũng thấy là gì ạ? Khi chúng ta thêm phối hợp với cả empagliflozin đối với cả furosemide trong giai đoạn cấp, chúng ta sẽ làm tăng được cái lượng nước tiểu thải ra, mà chức năng thận cũng như các biến cố khác thì không tăng nhiều lắm. Như vậy thực ra là đây là một thứ thuốc an toàn có thể hỗ trợ làm tăng thêm cái hiệu quả về điều trị lợi tiểu, tuy nhiên không thực sự làm thay đổi cái liều furosemide cần dùng đối với cả những bệnh nhân suy tim. Đây cũng là một cái slide mà thầy Chí cũng đã trình bày là như vậy là gì ạ? Chúng ta điều trị bằng SGLT2, các thuốc chế SGLT2 ở trên những cái bệnh nhân mà suy tim chức năng thất trái giảm, chúng ta sẽ thấy là cái về lâu về dài có thể làm giảm được suy tim, làm giảm được tái nhập viện của suy tim, có thể làm giảm được tử vong do tim mạch, như đấy là tốc độ dài. Cái triệu chứng làm giảm triệu chứng nó cũng không giảm được ngay trong giai đoạn cấp giống như acne, phải mất một đoạn thời gian nó mới có được câu chuyện đó. Và người ta thường là các bác sĩ tim mạch ấy, thì hay khi mà sử dụng cái thuốc ức chế SGLT2 thì người ta lo lắng đến các câu chuyện biến cố, đặc biệt là liên quan đến cái chuyện là rối loạn về mặt đường máu, bởi vì ta nghĩ rằng là gì ạ? Thuốc chế SGLT2 là một thuốc chữa đái tháo đường, và vì vậy nên là nếu chúng ta dùng ở những bệnh nhân suy tim thì nó sẽ làm cho hạ đường máu, nó sẽ làm cả nhiễm toan ceton, nó sẽ làm giảm cái thể tích lợi tiểu một cách quá mức. Thì tuy nhiên là nếu chúng ta xem xét kỹ, đây là những cái kết quả từ cái thử nghiệm EMPRO-REDUCE và DAPA-HF, chúng ta thấy là gì ạ? Là cái tác dụng làm giảm cái thể tích dịch thì không khác biệt lắm so với cả nhóm placebo. Đối với cả cái nhiễm toan
Toan-xê-tôn đấy ạ, là cái biến chứng mà các bác sĩ nội tiết thường rất là e ngại đối với bệnh nhân vào viện. Thì ở trong thử nghiệm Emperor Reduce là đối với bệnh nhân suy tim thì gần như bằng không. Đối với DAPA-HF thì chỉ có 0,1%. Đối với cả những cái biến cố khác liên quan đến hạ đường máu thì rất là thấp. Ở trong Emperor Reduce chỉ là 0,3%, ở trong DAPA-HF là 0,2%, mà không khác biệt so với cả nhóm placebo. Như vậy là gì ạ? Đối với một bệnh nhân suy tim, cho dù chúng ta dùng một cái thuốc SGLT2, chúng ta nghĩ rằng đây là một thuốc chữa đái tháo đường, nhưng nó không làm thay đổi cái bi lăng về đường máu giống như là một những cái thuốc đái đường khác, và chúng ta hoàn toàn có thể dùng an toàn như là một thuốc điều trị suy tim cho bệnh nhân. Cái điều này cũng đã được thể hiện rất là rõ thông qua cái việc là gì ạ? Hiệu quả bảo vệ tim mạch của epagliflozin là hoàn toàn độc lập với khả năng kiểm soát đường máu. Nếu chúng ta phân chia ra thành các cái nhóm thay đổi HbA1c ở những bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta sẽ thấy cái tác dụng bảo vệ là đồng nhất với tất cả các nhóm, đặc biệt là trong cái biến cố suy tim hoặc là tử vong do suy tim. Một cái đánh giá khác cho thấy là gì ạ? Đối với những người mà không đái tháo đường thì dùng các thuốc SGLT2 nó cũng không làm hạ đường máu một cách đáng kể. Ở đây là trên các thử nghiệm trên nhóm empagliflozin hoặc là đối với cả dapagliflozin, chúng ta không thấy cái hạ đường máu một cách rõ rệt. Như vậy là gì ạ? Chúng ta không e ngại cái câu chuyện hạ đường máu nếu chúng ta sử dụng ức chế SGLT2 ở những bệnh nhân không phải là đái tháo đường, ở những bệnh nhân suy tim của chúng ta. Và nếu chúng ta có thêm những dữ kiện khác từ ADA 2020 vừa mới được công bố cách đây một vài tháng, chúng ta thấy là gì ạ? Bản thân cái việc dùng SGLT2 thực ra đã làm chậm cái việc xuất hiện những cái đái tháo đường mới mắc ở những cái bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ cao như những bệnh nhân suy tim. Chúng ta sẽ thấy ngay cái lợi điểm của dùng các cái thuốc ức chế SGLT2 sớm như thế nào. Một cái việc khác nữa là gì ạ? Chúng ta rất là e ngại, và đặc biệt là các bác sĩ nội tiết thì rất hay nhắc với chúng ta là tỷ lệ nhiễm toan lắc tích của bệnh nhân, nhiễm toan xê tôn ở những bệnh nhân dùng SGLT2 là rất là cao trong giai đoạn cấp. Thì thực sự cái này có cao hay không? Thì đây là một cái bảng để cho chúng ta đánh giá toàn bộ cái tỷ lệ mà mắc nhiễm toan xê tôn do đái tháo đường ở những bệnh nhân dùng SGLT2 ở EMPARET Outcome, ở CANVAS, ở DECLARE, ở CRESTEN, ở DAPA-HF, và chúng ta đều thấy cái tỷ lệ này là gì ạ? Là khá là thấp, 0,1%, 0,2, 0,1% ở cái nhóm bệnh nhân suy tim như DAPA-HF, hoặc là ở EMPARO là thậm chí là 0%. Và nếu chúng ta xem xét kỹ một chút là những bệnh nhân nào thực sự có nguy cơ xảy ra nhiễm toan xê tôn thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đại đa số những bệnh nhân đã phải có cái câu chuyện là thay đổi cái liều insulin đã được dùng. Bệnh nhân hạ thể tích dịch, bệnh nhân hạn chế ăn uống, hoặc là bệnh nhân những cái đặc thù khác như bệnh nhân đái thường tiếp 1. Vậy nếu những bệnh nhân suy tim của chúng ta thì thực ra là lúc đó chúng ta còn đang quá tải thể tích. Chúng ta có thể có cái câu chuyện hạn chế về mặt ăn uống và chúng ta không làm thay đổi liều insulin vì bệnh nhân này không cần dùng insulin từ trước. Và đó là lý do vì sao khi mà chúng ta dùng những cái thuốc ức chế SGLT2 ở những bệnh nhân suy tim thì thực ra tỷ lệ nhiễm toan xê tôn là rất thấp, thậm chí là không như là trong thử nghiệm Emperor Reduce. Vậy thì những cái bệnh nhân nào chúng ta cần phải e ngại và tầm soát cái câu chuyện là nhiễm toan lắc xê tôn với cái đường máu bình thường, đó là những cái bệnh nhân mà ăn uống và hạn chế, còn những cái bệnh nhân khác thì chúng ta không quá e ngại. Như vậy thực ra dùng SGLT2 ở những bệnh nhân suy tim là an toàn với cái tỷ lệ biến cố thấp. Thế thì cái việc này cũng đã được chứng minh một lần nữa thông qua một loạt các thử nghiệm đánh giá gộp. Nếu mà chúng ta gộp kể cả những cái thử nghiệm trên bệnh nhân đái đường, trên những bệnh nhân suy tim, chúng ta cũng đều thấy cái tỷ lệ các biến cố xảy ra trên bệnh nhân này là rất thấp. Kể cả những bệnh nhân liên quan đến chức năng thận, liên quan đến giảm thể tích dịch, liên quan đến nhiễm toan xê tôn, hoặc là hạ đường máu huyết v.v. thì đều là không có sự khác biệt một cách rõ rệt đối với cả nhóm placebo. Như vậy thuốc này là một thuốc an toàn, có thể áp dụng cho bệnh nhân suy tim được tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả và tác dụng điều trị suy tim lại không thực sự xuất hiện ngay và mà phải sau một thời gian mới có. Hay nói khác đi, nếu như thầy Trí nói rằng SGLT2 là một thuốc để điều trị suy tim thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan điểm thuốc ức chế SGLT2 như một thuốc là dự phòng và ngăn ngừa cái tiến triển suy tim đối với cả những bệnh nhân suy tim hơn là một thứ thuốc được gọi là điều trị. Tất nhiên đâu đó chúng ta có thể coi là gì ạ? Là cái hiệu quả của việc làm hạn chế được nặng lên của suy tim cũng chính là một hiệu quả điều trị. Thế để đi đến kết luận trong cái phần trình bày của mình, đối với cả thầy Trí thì thầy coi ức chế SGLT2 là một thuốc điều trị, còn chúng tôi nghĩ rằng SGLT2 là một thể hiện một cái vai trò kép cả điều trị lẫn dự phòng. Các cái dữ kiện cho chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là cái tác dụng ở trên bệnh nhân suy tim, trên biến cố suy tim là hoàn toàn đồng nhất với một cái tỷ lệ heart rate ratio gần như là giống hệt nhau 0,7 trên tất cả các dòng thuốc của nhóm ức chế SGLT2. Và cái tác dụng này là hoàn toàn độc lập với cả các cái điều trị trột cụ gọi là cơ bản khác trong suy tim như là acne, như là chạy beta giao cảm hay là như thuốc lợi tiểu. Và bản thân cái việc điều trị SGLT2 cho bệnh nhân suy tim là an toàn với cái tỷ lệ rất thấp, và gần như là nếu chúng ta e ngại đây là một thuốc đái đường để chúng ta chỉ dành cho bệnh nhân ưu tiên đái đường thì thực ra là không đúng. Những cái biến cố liên quan đến đường máu ở những bệnh nhân dùng SGLT2 cho bệnh nhân suy tim là rất thấp. Và
Theo chúng tôi thì các cái thuốc ức chế SGLT2 là nổi bật ở cái khía cạnh ngăn ngừa tiến triển nặng của suy tim. Vậy thì khi một bệnh nhân vào viện, lúc bệnh nhân mà đang nặng, chúng ta cần phải điều trị cái suy tim, chúng ta sẽ ưu tiên acne, chúng ta sẽ ưu tiên lợi tiểu quai để chúng ta giải quyết những vấn đề triệu chứng của bệnh nhân, và sau đó chúng ta bắt đầu cho thêm SGLT2 để chúng ta ngăn ngừa cái tiến triển nặng lên của suy tim và hạn chế cái biến cố tử vong ở giai đoạn xa một chút. Và nếu như vậy, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy cái vai trò dự phòng cơ bản của thuốc ức chế SGLT2 thì tại sao chúng ta không dùng sớm mà rộng rãi hơn? Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cả Phó Giáo sư Trí là đây là một thuốc quan trọng cho bệnh nhân suy tim, nhưng chúng tôi chỉ xin phản biện ở cái khía cạnh ức chế SGLT2 là dùng để hạn chế cái tiến triển nặng của suy tim hơn là một thứ thuốc được coi là điều trị. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn đồng nghiệp ạ.